đến giờ phút này thì mỗi một huấn luyện viên đã có những cái suy nghĩ trong đầu của mình để có thể lựa chọn được những cá nhân nào xuất sắc nhất, phù hợp với tiêu chí huấn luyện của mình nhất. Và không biết là với thí sinh tiếp theo này thì có cái sự tranh giành giữa các vị huấn luyện viên hay không? Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nào xòa tóc ngồi bên rèm, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm từ lại thôi, đường qua vẫn chưa mở lối. Đời lắm phong trần tay trắng tay, trời đông ngày gió lùa dài gầy, lầu kính trăng về không lối chiếu, gá cao ngăn niềm yêu thì thôi. Mơ ước chi nhà anh cách nhà em bởi một bờ dẫu rào thưa bốn mùa phơi nắng gió, và có những hoàng hôn anh ngồi bên gác trọ nhìn trộm sáng em đang phơi tóc ở vuông rào. Hoàng hôn xuống trầm cho bóng chiều tô đậm mắt em hơn, anh chỉ nhìn em mà không một lời thăm hỏi, em ngỡ ngàng nhìn gió đuổi mây sau. Nhà của em trước ngõ nở đầy hoa, căn gác trọ của anh thì nghèo sơ. Tình đó trọn đời anh lưu giữ, mang trong lòng từng kỷ niệm thân yêu. Bờ dẫu cũ em không còn phơi tóc nữa, anh vẫn ngồi trên gác trọ điêu hiu, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, trời đông ngày gió lùa vai gầy. Hình ảnh đó trọn đời anh nhớ mãi, nhớ bàn tay đang tóc tựa mây chiều. Bây giờ em đã về xa, nhà em bờ dầu vườn hoa vẫn còn chờ ai, anh đợi hoàng hôn chờ con bướm nhỏ về thăm vương hồng. Em đã về với anh đây. Rồi hiểu rồi ha. Cảm ơn chị. Chúc mừng em. Cảm ơn chị phụ với em chút. Chúc mừng Bùi Trung Đặng. Chúc mừng bạn. Vui không? Vui quá. Mà hồi hộp. Bây giờ đã hết hồi hộp chưa? Vẫn còn.
Nhưng mà không sao, bạn có thể thở phào nhẹ nhõm vì đã hoàn thành tiết mục của mình. Và về với đội của chị Thoại Mỹ thì chắc chắn là Bùi Trung Đẳng sẽ nhận được nhiều... Trời. Cái chị em... Coi tôi là người vô hình đó trời. Ốc mà ốc, chị ốc ơi, chị anh cũng chọn mà ốc. Chị cũng chọn mà. Tại em có chọn không vậy? Có, em có chọn mà. Em chọn hồi nào sao không thấy vậy? Trời ơi, em phải nghe Du Dương. À, Đẳng ơi, em vừa cất lên tiếng hát của em, mặc dù là đó là phần nhạc, chị đã bị xoáy con tim chị rồi. Khi mà em vô câu giọng cổ nữa thì chị lại cắt thêm khúc ruột nữa, cho nên chị không thể nào mà chần chờ được, phải bấm ngay khi em xuống giọng cổ. Xoáy với cắt không. Em bao nhiêu tuổi rồi, và cái quá trình mà em đến với chương trình này cũng như quá trình mà em hát giọng cổ như thế nào, em có thể nói cho chị Huyền biết không? Dạ em tuổi Hợi, sinh năm 83. Dạ, rất là dễ thương. Trước kia thì em là diễn viên của đoàn cải lương dân Kiên Giang, mới về đoàn 2 của nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. Anh cũng rất là khen em trong cái bài Về Đâu Mái Tóc Người Thương này. Em đã sáng tạo ra, em mời chị Mỹ lên và em diễn một cái đoạn rất là truyền cảm, có hồn với chị Thoại Mỹ. Đó là một cái sáng tạo của một thí sinh. Nhưng mà em ơi, đừng có vì mà em mời chị Thoại Mỹ lên em chọn chị Thoại Mỹ nha. Phải nói từ con tim của em là em chọn ai, chị Mỹ, anh Long hoặc chị. Em chọn ai trong ba người chị đều vui, bởi vì em rất xứng đáng được chọn. Chị Mỹ thấy Đẳng vừa có giọng ca nè, vừa có sắc vóc nữa, mà thêm vào đó là Đẳng cũng có biết diễn xuất nữa, cho nên là chị Mỹ nghĩ là Đẳng về đội của chị Thoại Mỹ đó ha. Chị Thoại Mỹ đã bị Đẳng làm cho xoáy ruột xoáy gan rồi, thì chị Mỹ sẽ tâm huyết, sẽ nắng nót, sẽ nâng niu, sẽ làm cho em thật tỏa sáng. Đẳng, em nên nhớ anh đã từng dựng cho em vở Nhụy Kiều Tướng Quân. Dạ. Anh biết được cái nhược và mà cái em chưa tỏa sáng. Em hay à? Hay Thoại Mỹ mà anh đã từng dựng cho em tại sao em không tỏa sáng mà người ta là biết Mỹ, bây giờ là em sẽ tỏa sáng không anh... Em phải nên chọn huấn luyện viên mới em à. Chị chỉ nghĩ vậy thôi. Thôi được rồi. Em biết không? Thôi tôi hiểu, tôi hiểu. Một cái hơi thở mới, một cái gì sắc thái mới. Cũng giống như chị Thoại Mỹ nói, em sẽ tỏa sáng trên cái vòm trời danh ca vọng cổ này. Hiểu rồi, bây giờ thôi em chọn cái mới đi ha, còn cái cũ thì thôi bỏ đi. Long ơi. Hả? Em không thể nào quên được cái ơn của anh đã dựng cho em Việt Kiều Tướng Quân trong Ngân Mã Chuông Vàng. Mà em thì lúc nào cũng thích anh. Nhưng mà bây giờ em không chọn anh phải không? Anh đẹp trai dễ thương. Hát hay đó em, phải thêm ảnh. Còn chị Quyền thì hôm nay em rất là hạnh phúc được nhìn thấy chị ở ngoài đời. Em cũng muốn về đòi chị lắm. Nhưng mà chị Thường Mỹ đã có cái chút xíu công sức để diễn với em lúc nãy. Có lẽ là hôm nay em về chọn về đội của chị Mỹ.